Hey, chào các bạn. Cho các bạn xem này nè. Thật là không thể tin vào mắt mình luôn các bạn. Các bạn thấy không? Mình đã bôi kem mỹ tiến rồi á. Do mình đi về quê á nên là mình để nó bên ngoài. Sao để trong nhà rồi nó bị tối quá, không được. Bây giờ mình mới phát hiện ra cái điều này. Giờ mới phát hiện chính xác là nó luôn á. Ốc sên. Nó đã khiến cho sen đá mình bị te tô tơ tả chứ, bây giờ nó lại tàn phá trên cây sứ của mình nữa các bạn. Đó, nó ăn nè. Đây nè. Đây là cái cây hôm trước mình làm mà sứ chân cao đó các bạn. Giờ nó ăn cùi luôn phần dưới luôn. Thấy chưa, nó tàn nhẫn không? Đang còn dính còn một chút xíu da bên đây thôi, đang còn như trọn luôn á. Một cây và đây một cây nữa. Cái cây này là mình cứ nghĩ là cái dáng giờ rất là đẹp các bạn, đúng không? Nhưng mà mình không ngờ á, không ngờ là cái phần trong này nè, thấy chưa? Một lỗ cho nó lửa luôn, làm gì nó cứ chui vô chỗ này nè đó, nó chui vô chỗ đó nó ăn miết à, nó ăn miết mà hổng luôn á. Để nè, mới mới giấu dấu mới đó nè, quá trời luôn á. Đây nè, rồi cùi luôn cái ghế bên đây luôn rồi. Trời ơi, thật sự là tai họa luôn á. Giờ không biết làm cách nào luôn. Giờ sao trời?